nay xin chào tất cả mọi người. Đây là phần vui nhất của căn phòng hậu trường này. Dòng xoay may mắn. Đầu tiên đó là Sam, xin mời. Nè, có tổng gì trị giá không? Trên 100 triệu đồng. Trời ơi, quay trúng quà, đưa quà liền tay. Bye. Rất may mắn thưa quý vị và các bạn, Sam đã quay vô chúc bạn may mắn lần sau. Để anh chứng minh thôi. Em biết là trong chương trình anh có bộ chương trình thực tế anh từng được mệnh danh là bàn tay vàng của làng Thúi. Và sau đây là vòng quay may mắn của Ngô Kim Quy. Có bờ quà tặng cao cấp từ nhà của tôi. Ê anh nói nghe nè, thật ra là nhỏ em ruột của anh nó xui quá rồi. Bây giờ hãy cho một cơ hội thử thách đi. Đúng rồi, hãy cho một cơ hội nữa đi mọi người. Cơ hội chỉ có một mà thôi, muốn cơ hội lần hai không? Năm sau nhé, 2021 nha. Và đây một chiếc đồng hồ cao cấp Moscow dành tặng. May mắn quá vậy, cảm ơn em. Xì luôn trà. Đây. Mời em nữ đứng qua bên kia để cho em nam bước vô đây xài nha, nữ nha. Dạ. Thử thách hay mất lượt. Và bây giờ thử thách dành cho Đạt Si. Đọc một khúc rap. Chúc tên 2020 nào ta cùng cười. Hãy siêng năng lên và ta đừng lười. Yeah. Có những chuyện buồn ta nên phải bỏ qua. Ta phải hành động để mỗi ngày mình tiến xa. Chúc mừng năm mới mọi người lưng rạng ngời. Lúc nào cũng sáng, sáng hơn là mặt trời. Tiếp một câu out. Một câu out à? Chúc mừng năm mới. Đồng hồ cao cấp của Sirius. Trời ơi. Wow, đồng hồ cao cấp của Sirius. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Thì nhớ bài cho chị xem nha. Tất nhiên rồi. Thì bây giờ là lượt quay của anh Trấn Thành và chị Hồ Ngọc Hà. Xin mời hai người ạ. Trong ngày bèo nhất là gì vậy? Chúc may mắn lần sau. À, còn một cái bèo hơn nữa là Hải Kiều. Ê trời ơi, cái đó là tra tấn chứ không phải là quà em ơi. Xin mời ra khỏi dòng làm ăn của tôi liền. Trời ơi. Con MC văn học. Cơm bò nhẹ. Hợp lý, cái này được. Dạ. Được. Một mình có thể khui nha. Anh. Wow. Chưa gì chưa mở bắt đầu. Chưa biết gì. Wow. Em là phải khuấy động anh hiểu không? Lên. Thôi nói chung nhiều đi, tự khám phá mấy người. Rồi thôi của. Cầm thôi cứ để bỏ túi luôn đi. Hà vô hà. Vô tôi nãy. Ủa anh chị ơi, ráng đi một cây son nha. Ủa mình đi một cặp là được một lần hả anh chị? Ghét. Cái gì không chứ? Ủa chị. Chuyện xong chiêu hòa nhau. Cái chị này chủ đúng không? Ờ quay đi chị. Chị lại chờ, chị lại chờ. Sợ chứ năm sau không được mời. Lịch vẽ tay tết. Trời ơi. Tay này giống như là một cái món quà tinh thần á chị. Giờ đây. Đúng bộ lịch vẽ bằng tay đó chị, nhưng mà in hàng loạt nha chị nha. Lịch vẽ tay tết 2020. Lịch vẽ tay. Dạ, đây. Về đây. Đây là cuốn lịch tặng luôn đấy hả? Dạ, trực tiếp tặng quà của em là quà tươi nha anh nha. Cô chào mua sắm từ Tiki. Nhưng trị giá là 2 triệu đồng lận. Màu xanh luôn chị. Trời ơi. Dòng xoay may mắn của anh Năm Cao Thắng và chị Đông Nhi. Bây giờ cho chị biết đâu cái gì lớn nhất nào. Điện thoại, đồng hồ, cái gì cũng lớn hết trơn á. Giá trị nhỏ nhưng hộp lớn. Ok. Đó, wow, bộ phim cao cấp an cho vô gành đi. Thì bộ mỹ phẩm. Dạ, đến đẹp chồng á. Dạ đây là bộ mỹ phẩm của chị. Trời ơi, quà tươi tiền tươi luôn. Rồi, bây giờ tới anh không con. Wow,
đồng hồ cao cấp của sĩ. Có duyên dễ sợ. Được say của ca sĩ Bảo Anh. Tết năm này có khác Tết năm xưa không nghe? Mày vô cái vòng này mà chọn Hải Kiều nha mọi người. Có chọn BB Trần. Được. Vô chờ mua sắm từ Tiki. Hồi Tết năm nay khác Tết năm xưa. Đây là voucher mua sắm giá 2 triệu đồng. Trúng, trúng cái lấy liền, quà để kế bên. Cái nào cũng còn, không có cái nào hết. Voucher mua sắm từ Tiki. Dòng xoay của Châu Đăng Khoa. Thử thách hay mất lượt. Em vẫn đen như mọi năm. Hát bài nhạc xuân bằng thể loại khác. Tết mẹ vui bình yên, xuân sang trăng màu hồng. Đó là Tết đã đến tình gần, ngoài phố nào nó ta 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 tàng, ngoài chợ hoa đông vui, ai cũng tân bừng. Yeah! Yeah! Xin chúc mừng cho Đăng Khoa đã vượt qua thử thách một cách xuất sắc. 1, 2, 3. Đây dạ. Có quà để về em... tối mà viết nhạc đó rồi giúp em tất cả. Em rất vui với món quà này. 2, 3. Gói quà quê. Được, cái gói quà này các em chia được. Bánh mứt nha. Đây mứt không thể thiếu trong ngày Tết. Dạ. Không biết là bộ mỹ phẩm cao cấp Anti Organic. Vui lên. Yeah. Đây là một gói quà rất nhiều món quà bên trong đây và rất có giá trị. Gói quà này có giá trị hơn 100 triệu đồng. Anh Xảo à? Không giá trị. Chị Xảo à? Rồi đây. Đây là voucher mua sắm của Tiki. Xém nha. Chở quà tặng Tết năm 2020 từ quê hôm mát. Dạ đúng rồi. Bộ silo trà của các anh đây. Dạ đây. Sao mà để trúng nguyên gói quà này? À dạ không, bên đây là hàng mẫu. Nếu mà muốn trúng là BB Trần. Em ơi. Đó em. Đó các bạn. Trời ơi, bộ mỹ phẩm cao cấp Anti Organic. Dành cho da. Gì vậy? Hả? Dành cho da người. Anh muốn đổi cái này lấy BB. Mỹ phẩm đổi đi em ơi. Anh Đức. Ờ, quay trước luôn hả? Dạ. Mở hàng nha. May mắn rồi. Thử thách hay mất lượt. Cho quay lại. Không không, thử thách dành cho anh Đức. Chúc Tết bằng tiếng Thái. Happy Songkran. Tết Thái Songkran. Dám cãi không? Ờ hả? Có không? Nãy giờ tao chưa làm. Không nói tiếng nào luôn. Đang suy nghĩ của ổng. Tại vì con gái Thái này nó liếc tôi. Chưa có ý định chống mày luôn. Combo quà tặng cao cấp nha cô. Anh được của chị anh. Nhà của tôi. Nhà của tôi. Nhà của tôi. Nhà của. Nhà cô. Bộ quà tặng lớn. Ấy. Wow. Ủa sao cái này nhiều quá vậy? Gia đình đúng mà đổ phải. Ở một mình cũng dạ được. Quay lần hai nè. Làm đi. Chúc mừng gia đình. Gia đình quá xuất sắc. Gia đình quá xuất sắc. Thật sự. Cái giông em nặng đâu, quá. Đâu phải tự nhiên mấy năm mà em canh giữ chỗ này chị. Tiền nó không có rớt vào ngoài của em. Trời ơi. Đúng rồi. Đúng rồi. Bốn đứa hãy cùng cầu sự may mắn. Và sau đây là vòng quay của Mukka. Hay quá. Thử thách của Mukka là hát một bài nhạc xuân bằng tiếng nước ngoài nhưng không phải là bài Happy New Year. Happy birthday New Year. Happy birthday, happy birthday, happy birthday New Year. Chúc mừng Mukka đã vượt qua xuất sắc cái phần thử thách này và Mukka được một vòng quay nữa. Muốn đi về. Từ từ. Quay đi, quay đi, quay đi. Cố lên. Mọi người cứ ở đây nha, tay qua nặng khỏi. Bà đổ cho, bà đổ cho. Bà đổ. Đó.
được luôn. Ôi, ủa? Em tự thấy mày mất tự. Chuyện gì? Tôi thử thách được. Đâu có, hai lần rồi, giống như hai thẻ vàng là thành thẻ đỏ. Không. Mà em đấm vào cái lá lách gì bây giờ á? Quà tặng cao cấp từ nhà của tôi. Yeah. Chúng bạn mới nói là sao? À, chúng bạn mới nói là sao? Được vô đúng nha mọi người nha. Màu đỏ thắm. Bộ mình phải mang thi organic cho em. Đó. Đó. Cảm ơn em. Rồi. Em rất bồi hồi xúc động khi cầm lấy cú lực thật ý nghĩa này. Thôi miễn sao đừng có vô chúc bạn may mắn lần sau được rồi chị ơi. Yeah. Chúc cái gì đây, chúc cái gì đây. Năm mới Tết đến. Chúc tất cả quý vị khán giả của Gala Nhạc Việt một năm mới tràn ngập niềm vui, thành công, an lành, thích tài thích lộc và thật nhiều may mắn. Cảm ơn Gala Nhạc Việt rất nhiều. Cảm ơn Hải Triều. Cảm ơn vòng quay may mắn của em. Cảm ơn mọi người. Chúc mọi người thành công. Bye bye. Happy New Year. Oh yeah. Về lẹ đi em ơi. Dạ. Bye. Bye bye chương trình.